Dạ, em chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh. Em tên là Võ Thị Thơm, năm nay em 25 tuổi, đến từ Đắk Lắk và hiện tại đang làm nhân viên điều hành cho một công ty may mặc ạ. Em tên là Mai Quang Tâm, quê em thì ở Kiên Giang, sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Năm nay em 30 tuổi, em làm về ngành điện quảng cáo, chuyên về bảng hiệu. Cụ thể là gì, vẽ quảng cáo hay là thiết kế mẫu quảng cáo? Em là thiết kế. Bạn làm thành phố Hồ Chí Minh bao lâu rồi? Em lên đây được 13 năm rồi. 13 năm? Ở với ai? Dạ, với chị gái. Hai chị em là ở nhà riêng hả? Dạ. À, như vậy là cũng ổn định rồi ha? Dạ, đúng rồi. Mình có mấy mối tình rồi? Dạ, một mối tình gần 2 năm ạ. Mình chia tay lâu chưa? Dạ, hơn một năm rồi. Bởi vì tính cách tụi em rất là khác nhau. Em nghĩ là những lúc mà mình nóng tính thì mình không có nói được lời hay ý đẹp, nên em muốn là bình tĩnh rồi thì mới nói chuyện. Nhưng mà những lúc như vậy thì bạn em thì nghĩ là chắc do em không thích nói chuyện với bạn em, khinh bạn em á, thì bạn em lại khó chịu, nên là hay cãi nhau á chị. À, muốn tìm cái người bạn trai mình sẽ là người như thế nào? Phải biết hiếu thảo, biết lắng nghe và tôn trọng người đối diện, phải có ý chí tự lập. Bao nhiêu lâu nữa thì mình tiến tới hôn nhân được? Dạ, em thì không có suy nghĩ là thời gian nó quan trọng. Bởi vì nếu mà gặp hợp đúng người thì kết hôn lúc nào cũng được ạ. Rồi. Đúng rồi, cứ gặp nhau, yêu nhau là tất nhiên cưới nhau. Có khi ngày mai, ngày mốt, bữa sau cưới cũng sao. Quan trọng là yêu hay không. Bạn nam có mấy mối tình rồi? Em thì đã trải qua một mối tình nhưng mà cách đây cũng 5 năm rồi anh ơi. Trời, 5 năm rồi. Vậy 5 năm nay tại sao ế? Trong công việc cũng trục trặc một lần, nên mọi thứ phải làm lại hết tất cả. À, con trai có sự nghiệp trước rồi lấy vợ sau đúng không? Dạ đúng rồi em. Đẹp trai thế này nhiều anh để ý lắm hả? Ừ, để nhiều em chú Quỳnh, nhiều em. Bạn trai có sở trường gì bạn? Khéo tay chị. Khéo tay là làm gì? Mày đây đó hả? Dạ đúng rồi. Vẽ rồi này kia hả? À, vẽ rồi làm. Đồ họa mà. Dạ. Mình bạn có tật xấu gì không? Em thì chỉ có nóng tính thôi chị ơi. Chứ không có... Người hiền gì mà nóng tính hả? Trong công việc á, khách hàng hoặc là cái gì đó làm em bực mình, em hay quạo luôn. Trời ơi, quạo khách hàng sao được. Nhưng mà lúc đó chỉ có một mình em thôi chứ không có khách. À đúng rồi trời. À, rồi bây giờ em có quạo với bạn gái của mình không? Em thì quạo xíu thôi nhưng rồi lúc sau đó là bình thường không sao hết. Theo anh đánh giá nha, bên đây có quạo cỡ nào đi nữa cũng hiền à. Đây hả? Hiền này không hả? Thể quạo mạnh được đâu. Gương mặt rất là phúc hậu. Tại sao để tóc lạ vậy? Em làm biến cắt tóc lớn 2 tháng em mới cắt một lần. Trời đất ơi, tóc tai phải gọn gàng. Trai gì đâu để đầu như con gái vậy. Em thích mẫu người đàn ông như thế nào? Cao trên 1m65. Thôi bên đây như xăng. Tuổi thì lớn hơn em nhưng mà không quá 35 tuổi thì trời, anh đây còn hơn hợp rồi. Còn ngoại hình thì miễn sao là con nít nó nhìn nó thấy nó không khóc là được ạ. Nhưng mà lúc nãy em có nghe ảnh nói là ảnh nóng tính. Nếu mà có nóng thì cũng phải đợi lúc khác rồi mình bình tĩnh rồi hãy giải quyết. Chứ còn nếu mà nóng tính và giải quyết ngay lúc đó thì cũng y chang bạn trai cũ của em. Dạ. Cũng khổ ha. Anh này nóng khôn, nó nóng vô phòng anh nóng có một mình à. Đừng có lo, đảm bảo luôn á. Bản thân mình thì em có tật xấu gì không? Hay khó chịu cầu nhau á chị. Ví dụ em đi làm về mệt mà nhìn thấy nhà cửa dơ, không ai dọn thì em hay quậu. Cái này là mệt lắm nè. Người ta đi làm về mệt mình cam ram, cao nhau vô nữa là nhiều khi mệt quá bực mình á, hay làm bậy ẩu lắm á. Có không? Có làm bậy ẩu không bạn trai? Dạ không chị ơi, ai làm em nóng rồi chứ còn bình thường em không nóng. Người ta làm mới nóng chứ lẽ tự nhiên không nóng, người ta nói khùng. Người kia hay cào nhau lắm á. Không sao anh. Không sao đúng không? Tiêu chí của em lấy vợ như thế nào? Tóc đen, dài. Tóc nhuộm được không? Nhuộm màu gì cũng được nhưng mà đừng có màu xanh với màu đỏ thôi. Ủa sao vậy? Màu xanh màu đỏ đẹp mà. Không, nhìn kỳ đó. Đồ họa mà tất cả các màu phối với nhau nó mới đẹp chứ. Tóc màu xanh, màu đỏ em dị ứng. Bên nó có nhuộm tóc gì không? Có. Dạ có. Màu gì? Vàng rực. Màu vàng được. Màu vàng không sao chứ. Không sao, em không thích gì nữa nói luôn. Không thích phụ nữ nhiều chuyện, sống gian dối. Có nhiều chuyện không? Dạ không ạ. Sống gian dối là sao bạn? Giống như mình làm cái gì đó nhưng mà mình về nhà mình nói dối người này người kia rồi không có đúng sự thật hả chị? Anh ơi, vậy là lúc nào anh cũng nói 100% sự thật hả anh? Có những chuyện tế nhị sẽ nói tránh đi nhưng mà dụ như trong quá trình mà qua cái chuyện đó rồi mình sẽ nói lại cho gia đình mình, nó là những sự thật nó là như vậy. Không sao hết. Tức là nói dối mà không hại ai, nói dối để người ta vui thì cũng nên nhưng mà cũng đừng nhiều quá nó lầm. Dạ. Vậy em có ưu điểm gì? Không uống thuốc, không uống rượu, siêng năng. Còn thể thao thì em thích bơi lội, chụp bắn tin. Bạn nữ biết bơi không? Dạ biết ạ. Thì mai mốt nếu mà hẹn hò thì anh sẽ dắt em đi. Dạ. Quá dữ, quá dữ. Để qua xem đàn gái thế nào nha. Mà đây cao lắm, thử có hợp lý không? Mà dưới 1m4 thôi. Trời ơi, cao dữ ta. Dễ thương. Dạ, dạ anh ạ. À. Trời ơi, dễ thương hơn người đứng trước mặt anh luôn. Đáng tươi luôn vậy đó. Anh bên đây hiền lắm, nói thôi. Dân miền Tây hiền dễ thương. Em, dạ. Nếu mà được thì mình lấy liền không? Dạ, nếu được là hốt liền luôn anh. Hốt liền luôn á. Dạ.
chịu làm dâu không? Tiêu chuẩn của em là một người phải hiếu thảo và em sẵn sàng làm dâu. Vậy được đó, ổn đó. Trời ơi, cô này cũng dễ thương, tôi cái đồng điếu nó sâu quá nè. Đây cũng có đồng, đây cũng có đồng nó sâu. Bạn có không thích điều gì ở bạn trai không? Mê bài bạc, rượu chè, game, chơi game. Rồi xong, đây không có gì hết. Chào bạn, bạn có mê cờ bạc, rượu chè, chơi game không? Đánh bài em toàn đánh thua, em không chơi. Chứ thắng phải đánh rồi đó. Trời ơi, mày cao to bự vậy, cao mét mấy? Mét 75 chị. Nhưng mà giờ là kết hôn rồi là mình ở với chị luôn hay là mình... Dạ không, em ở nhà riêng, tức là nhà của chị không ở nữa, chị cho em ở. À. Dạ. Được rồi. Được á, cặp này ổn, ổn, ổn. Hôm nay em có đi với người thân không? Dạ có, em đi với chị gái và em gái. Chị mà cho nhà hả? Chưa cho, đừng có gài. Dạ, em xin chào anh Quỳnh Linh với chị Cát Tường ạ. Chị thấy hai em nói sao chị? Em gái bên này cũng dễ thương, xinh, hiền. Chị có bấm nút không? Theo em thì bấm. Bấm. Bạn gái bên kia có đi với người thân không? Dạ, em đi với ba và chị gái em ạ. Ồ, có ba nữa, hay quá. Hèn chi, dạ, bây giờ ba cười mũm mỉm hoài. Chào chú Quyền Linh. Dạ, chào chú. Chào cô Cát Tường. Dạ, chào chú. Chào quý vị khán giả. Hôm nay là coi như là được là vào thành phố dự cái chương trình là Bạn Muốn Hẹn Hò. Thì từ sớm giờ thấy cháu trai đây, hiền. Nhưng con cái chú là không thống nhất. Một là nam tính, cháu nóng giận thì đổ bể hư một cái đường hết. Đúng rồi. Ví dụ làm nông thì cháu cuốc đất, lật cỏ, cháu chặt cây, chặt cấu thì được. Đúng rồi. Nhưng mà cái nghề mà nghề là họa sĩ thì không nên nóng giận. Nóng là mất ngon, mà giận thì mất hôn. Dạ. Yeah. Đó. Thì theo chú là yêu cầu cái đấy thì bỏ. Cái đầu đốc thì nói chung là nay hớt mai hớt thì cũng không sao. Nhưng mà riêng cá nhân chú cạo luôn. Hớt cho nó gọn gàng là cho dễ coi. Nếu mà bác đã nói vậy thì cái chuyện nóng tính thì con sẽ cố gắng sửa đổi. Nếu mà được thì con sẽ đối xử tốt với em đó, không có làm phụ lòng bác. Chú chịu chưa? Bây giờ quan trọng là do hai đứa. Giờ chú chịu trước đã. Chú thì chịu đâu, anh rồi, chịu không? Thôi cảm ơn bác. Rồi bây giờ cho hai bạn gặp nhau đi. Gia đình là coi như trên tinh thần là thống nhất rồi đó. Kéo màn lên, đám cưới tôi phụ cho. Lần đầu tiên em có món quà tặng em. Dạ, anh gặp em có thấy em giống người trong mộng của anh không ạ? Chung được 80%. Dạ, em cảm ơn anh ạ. Còn em thì em nhìn thấy anh sao? Dạ, em chưa có tưởng tượng ra nên em thấy anh hiền. Thì anh hiền khô à, không có dữ. Hiền khô à, chứ ướt nó nóng lắm á. À, thế anh nghĩ thì quan niệm tình yêu của anh là như thế nào ạ? Nếu mà hai người đến với nhau thì phải thật lòng, không có giả dối và chung thủy mà biết hy sinh. Em cũng nghĩ như vậy. Bất cứ tình yêu nào đều cũng phải trải qua thử thách và gian nan mới biết là nó là tình yêu thực sự hay không. Lại bà nói cái vụ tóc tai đó, ý em sao? Đôi khi tóc tai hay ngoại hình nó không nói đến được con người của mình. Tóc thì em gái mình làm tóc, cho nên mình muốn cắt lúc nào cũng được, không sao hết. Dạ. Thấy ta đẹp cái xui lòng. Nếu mà quen nhau thì bao lâu mới kết hôn được? À, dạ thì cảm thấy đúng người, đúng thời điểm là em kết hôn chứ không có quan trọng là dài lâu anh. Thì em thích con trai hay con gái? Dạ con nào cũng là con ạ. Mà thích mấy đứa? Dạ hai. Còn anh thích con trai hay con gái ạ? Nếu mà thích thì thích con trai nhiều hơn, nhưng mà con gái không sao, vẫn thích hết. Bây giờ quan điểm rõ ràng nè, bực mình với cái ông đàn ông lắm. Phụ nữ người ta để mang nặng đẻ đau, con nào mình cũng con của mình á, muốn thương đúng không? Bắt ta đẻ con trai, đẻ con gái cái đấy cũng vui vui mặt buồn buồn, đẻ con gái nó cái mặt buồn so, đẻ con gái nó cái bỏ nhà đi nhậu, đẻ con gái nữa cái quê đi luôn, ghét mấy người ông đàn ông lắm. Không có anh, thích con trai con gái cũng được hết nè. Rồi đẻ con gái hoài được không? Dạ được anh. Chắc không? Chắc. Ủng hộ. Rồi bây giờ ai quản lý về kinh tế nè, mình tính tới hôn nhân mình phải tính mấy cái đó luôn. Kết hôn xong thì tiền ai giữ anh? Anh làm được 10 triệu á thì anh chỉ đưa cho em 7 triệu thôi, còn 3 triệu anh sẽ giữ lại. Để làm gì? Em làm vốn rồi tháng sau mới có đưa tiếp chị. Đúng giờ rồi. Đưa hết, đưa người hết. Ta hỏi thôi chứ có nói gì đâu, hỏi làm gì thôi, rủi 3 triệu đó đi cua con gái. Vợ hết. Bây giờ 3 triệu đó nuôi bộ nhí sao? Trời ơi, làm những cái chuyện đó, 3 triệu nó còn ngoại giao, còn đủ thứ, bạn bè này kia. Được không em, vậy được không? Thống nhất vậy được không? Được. Dạ được ạ. Được. Chứ chị là được. Chị trả giá 82 rồi đó. Thôi tiếp tục cái gì nữa? Thật ra là em đang bị cảm. Chắc là hát không hay nhưng mà em vẫn muốn gửi tặng bạn nam và tất cả mọi người bài hát Đồng Xanh ạ.
Đồng xanh gió dù em và mây nắng bước chân anh về. Từ khi có anh bên em, đời em như vần thơ. Đồng xanh hát gì sao, nắng thăm tô má em ưng hồng. Bên anh nồng nàn yêu thương ngỡ ngàng như là từ bao lâu. Tình em rất mong manh, nhờ gió nói với anh. Trao nhau một tình yêu đắm say. Em sẽ hát lại. Hay không bạn? Chúng ta có 3 tiếng đếm để quyết định. Hai bạn dễ thương đấy. Suy nghĩ thật kỹ và quyết định. Chú mới nhớ cưới mời con nha chú. 3 2 bấm hay là không bấm độc quyền các bạn. Hai bên đã gặp nhau rồi đó. Tôi mới đếm 2 thôi mà. 3 Đây là đấy. Sao mới đếm 2 bấm lẹ vậy cưng? Em sợ coi hư. Em sợ coi. Dễ thương quá, nắm tay để cảm nhận ngày lần đầu tiên gặp mặt nào. Bạn Nam cảm nhận như thế nào? Rất mềm mại. Nói ba ơi, cho con lấy chồng đi. Rồi, chúc hai bạn thật hạnh phúc. Đây là chiếc vé xem phim, các bạn sẽ có thời gian thật là lãng mạn bên nhau. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Cảm ơn. Quà tặng dành cho hai bạn là một suất chụp hình cưới trọn gói trị giá 15 triệu đồng tại thành phố Hồ Chí Minh hoặc là tại Đà Nẵng, tại các hệ thống của áo cưới Allen nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân. Chúng ta có thể dẫn nhau đi xem phim được rồi hai bạn. Hỏi vỏ là vỏ đai gì rồi? Dạ em đai đen. Trời ơi. Lâu lâu đàn trai đàn gái mới đầy đủ như cặp thế này. Cặp này tiên đồng ngọc nữ nè, có duyên hai mặt, có duyên dễ thương lắm, giống nhau, tao nói ăn đời ở kiếp với nhau đó. Đúng rồi. Chứ không phải như hai mặt mình khác nhau. Chúng ta sẽ tiếp tục với cặp đôi thứ hai. Hạ Màn. Mời bạn nữ bước ra sân khấu. Mời bạn nam. Mời đi bạn. Mời bạn nữ có thể giới thiệu về mình. Em chào anh Quyền Linh, em chào chị Cát Tường và chào tất cả quý vị khán giả. Em tên là Thanh Hương, năm nay 29 tuổi, quê ở Mỹ Tho, Tiền Giang. Hiện em đang là luật sư. Luật sư hả? Luật sư là căng lắm á. Em là hiện đang làm việc ở đâu? Dạ, em làm việc ở quận 3. Rồi bạn trai. Dạ, em chào anh Quyền Linh, em chào chị Cát Tường, chào quý vị khán giả. Em tên là Trần Văn Thăng, nghề nghiệp của em là chuyên viên pháp lý, cũng là luật. Cái gì vậy? Cái gì? Hai người nói chuyện luật với nhau cũng căng à? Dạ vâng, đúng rồi. Em cũng rất là thích có một bạn nữ là cùng học luật ra. À. Bạn bao nhiêu tuổi? Dạ em 30 tuổi chị. 30 tuổi. 29 gặp 30 đó. Bây giờ mình giới thiệu một chút xíu về năng lực của mình đi. Điểm mạnh và điểm yếu của mình. Dạ, cái này khó chị. Đâu gì đâu khó. Điểm mạnh không có, điểm yếu thì nhiều. À, thì điểm yếu đi cũng được. Điểm yếu nhiều lắm. Hay quên. Hay quên thì cãi gì người ta luật sư mà hay quên là sao? Dạ nhưng mà cãi với người ta là chuyện mà cái chuyện hay quên, mấy chuyện nhỏ em hay quên lắm. Dịu dàng thì ít mà nói chung là em hơi nam tính một chút. Em sợ là về nhà là gặp bạn bên đó pháp lý rồi cục đụng luật sư hay không cãi nhau khó chữa lắm. Dạ cũng căng rồi ha. Bạn trai thì sao bạn? Bên đây là vậy đó. Cùng nghề với em là rất là thích rồi đấy. Nhưng nhóm cãi là người ta không có thích. Thì lúc đấy về cô ấy thế nào? Bạn gái là học luật ở đâu bạn? À, mình học ở thành phố bạn. Bạn khóa K bao nhiêu bạn? À, mình khóa 30. Mình K 33. Rồi đàn em rồi cưng. Đàn em rồi cưng. Gì mà rồi xong như vậy, người ta mới nói khóa K 33 đâu, có gì đâu mà phải rồi xong. Không, 33 không, là em lớn nghĩ hơn là 30 anh. Sao lớn được? 33 là khóa sau. Không, 33 số lớn hơn số 30. Số lớn hơn nhưng mà khóa sau đàn em rồi, đẳng cấp thua rồi. Thua rồi, chưa cãi là thấy trận này thua rồi. Ờ, trận này thua rồi đó. Có tìm cho mình một nửa yêu thương nào chưa? Đang đi tìm anh. Học trước đó có tìm được người nào chưa? Trước đấy thì em tìm nhiều lắm anh. Mà duyên nó chưa tới nên là giờ bắt đầu đang đi tìm tiếp nè anh. À vậy à? Mình muốn tìm người yêu như thế nào? Dạ thì em thứ nhất là rất yêu gái đẹp và tôn thờ gái đẹp nên là em rất là thích bạn gái là đẹp một chút. Khùng quá. Dạ vâng. Nếu mà được người mẫu hoặc là hoặc là càng tốt. Em làm bên đây người ta sắp xỉu rồi kìa.
ý luật sư khóa 30 bển sao? Dạ, nhan sắc của em thì bình bình thôi anh, nhưng bên đó yêu cái đẹp em sợ. Mình tự tin lên bạn, trời ơi chứ gì kể. Em có bao nhiêu mối tình rồi? Em... Không phải, em toàn đơn phương thích người ta thôi à. Thành ra là tính mối tình không được. Chưa có mối tình nào chính thức hết. Dạ không. Chà, lý do tại sao em ế? Em cũng không nghĩ em ế, mà chắc tính của em hơi men chút. Nhưng mà 29 tuổi là hơi lớn rồi đó nha. Em biết mà. Bây giờ muốn lấy chồng chưa? Muốn rồi. Gia đình có hối thúc gì không? Gia đình thì cũng hỏi từ năm em mới ra trường 23, 24 gì đó. Vậy mình phải mạnh dạn lên một chút xíu nữa. Dạ đúng rồi, nhưng mà em tán cái bạn kêu là bạn thích chơi với em như con trai hơn. Vậy mình phải nữ tính một chút. Chứ bình thường em chơi với mấy bạn kia em chơi cái gì? Thì đâu có gì đâu, đi chơi đánh nhau. Chơi đánh nhau trời. Chơi đánh nhau là chơi gì? Cái gì? Chào anh. Chào em nói cho anh sợ quá. Thôi thích chơi đánh nhau hả? Dạ phải, tại hồi xưa em học võ. Trời ơi. Thích chơi đá banh. Em không có đá banh, em học võ đá đánh nhau thôi hả? Trời ơi kinh khủng quá. Em nói em men quá hả? Dạ có hơi. Hơi, em thích đàn ông hay đàn bà? Thích đàn ông. Rõ ràng nha. Dạ hỏi võ là võ đai gì thôi. Đai gì? Dạ em đai đen. Trời ơi. Đứng đây hồi chắc đánh phù mỏ quá. Bình kia em tuyên bố cũng hơi sốc hàng quá. Dạ. Muốn hoa hậu càng tốt, thích cái đẹp. Mà ổng có đẹp không vậy? Không. Nó chơi chứ dễ thương lắm. Em không thích đàn ông gì? Không thích người vô duyên hả? Vô duyên. Có không? Em cực kỳ vô duyên luôn. Rồi gì nữa? Ít nhất là cũng khỏe. Ốm yếu quá hả? Ốm yếu em không thích. Có ốm yếu không? Anh nhìn thấy em thì chắc là cũng ốm đấy. Quá yếu. Nãy giờ em không thích hai cái có hết. Không, cái vụ yếu đây chị sẽ kiểm chứng cho. Ừ. Rồi bây giờ em yêu cầu người yêu của em phải phục vụ em những gì cho mình có thể mình vui. Rủ em đi chơi, nấu cơm cho em ăn, chọc cười em. Câu dễ vậy đó hả? Dễ tính lắm. Trời ơi, nó dễ ẹt không ngồi ơi. Dễ tính lắm. Được đúng không anh? Được. Dễ tính lắm mà sao ế ta? Hồi đó giờ toàn đi cua người ta không hả? Dạ đó. Chưa ai cua em hết hả? Thì đó, mấy bạn kia em dễ tính quá, mấy bạn sợ. Cái mẫu bạn trai em thích là cái người như thế nào? Qua coi nè. Cao hơn em chút. Em cao mét mấy? Em cao mét 55 thôi. Bạn cao khoảng mét 65 trở lên là được. Ok. Cao cao vai rộng, ngồi đằng sau xe ôm xuống chị. Mày ôm cứng ngắc luôn. Cười đẹp. Yêu cầu cao nhất là cười đẹp. Cười sao là đẹp? Ghê ha, là ăn ghê. Cười coi. Cười. Có duyên lắm á. Thích hoa hậu thiệt hay chơi? Hoa hậu thì chắc chắn là em nghĩ là ai cũng thích rồi. Nếu mà bảo không thích thì đó là cái giả dối. Muốn lấy vợ hoa hậu luôn hả? Các bạn ôi nếu được là đồng ý liền. Vậy là nói thiệt mà anh Linh nói giỡn. Giỡn nói. Nói thiệt kìa. Nếu được thì lấy và không được thôi. Em không thích cái gì ở người bạn gái? Em không thích là bạn gái là dữ quá, không biết quan tâm tới người khác. Em nghĩ sao nếu mà trong cái sự bất đồng quan điểm cãi vã mà bạn tay lỡ tay tát lại con trai một cái bóp? Chắc là hai người ao luôn. Không, không được. Nếu ai đó tát mình một bên mình đưa má bên kia tát luôn. Đúng rồi. Chứ ai lại ao luôn. Có tát lại bạn không? Em không bao giờ đánh phụ nữ. Đánh có lợi đâu đó. Nó ao một cái là bạn ao luôn. Em đi nay có ai đi theo ủng hộ mình không? Dạ có. Dạ em chào các chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh, dạ chào khán giả. Là em của chị, mình cảm nhận cái bạn của chị mình được hay không chứ? Theo ý em lúc nào em cũng là chị em cứ quyết định đi. Cái đó để cho chị em có các khách quan để đánh giá. Nhà trai thì sao bạn? Dạ em có anh bạn đi cùng. Anh với anh thấy bạn gái này như thế nào? 29 gặp 30 là được rồi chị. À. Quan trọng là hai bạn có tiến tới với nhau hay không thôi. Rồi cảm ơn hai bên đàn trai và đàn gái. Thôi giờ mình kéo màn cho hai người nói chuyện. Không đúng, em thấy cặp này mình không có ý kiến gì nổi đâu anh Linh à. Chỉ để cho hai người này gặp nhau đó. Thôi. Kéo màn. Chỉ có 2 phút thôi nha, đánh nhanh rút gọn. Mình có bộ hoa các bạn. Bạn nói trước đi. Không phải, tại vì cái lúc mà đưa ra tiêu chuẩn bạn trai á thì mình có nêu một cái tiêu chuẩn đó là ít nhất cũng phải có khả năng cõng bạn gái lên được 3 tầng lầu á. Cho nên là mình thấy bạn hơi mỏng manh, mình sợ. Như bạn, mình đáp ứng được. Có thể là bình phương lên là 9 tầng. Có nổ
quá không? Cộng thử đi. Thử đi. Ở đây. Thử đi. Có gì đâu ngại. Thử coi nổi không? Đứng lên đi bạn. Thử lên. Tiêu chí chọn chồng của mình mà. Thử lên. Nhào vô nhất, mau lên. Rồi vô. Rồi đi xuống đi lên. Xuống cầu thang đi lên. Đi tới đi lui. Đó. Rồi đi xuống đi lên nha. Thôi, để người ta nghe cái bịch gì đó. Mệt quá rồi. Thôi nói chung cũng được, cũng khỏe. Cũng khỏe. Được không? Dạ khỏe. Rồi vậy được rồi, tiêu chí đầu tiên được. Cảm nhận về nhau đi bạn. Mình thấy bạn cũng xinh đẹp. Chưa có hậu được chưa? Được, nhưng thi ở trong lòng em là được. Bạn được trước không luật gì? Mình học luật thương mại. Đợt trước ấy là mình thi không đậu, sau đấy là mình đi nghĩa vụ, rồi mình mới quay lại học. Ở đây không có chuyện nói chuyện học, ở đây nó nói chuyện tình yêu. Theo mình ấy, là cái quan niệm về tình yêu là cái sự hy sinh. Đỉnh cao của võ công là tốc độ, đỉnh cao của tình yêu là đức hy sinh. Được hy sinh cho người mình yêu ấy, đó là cái điều vĩ đại nhất và hạnh phúc nhất. Bạn tức hy sinh gì cho người yêu ta? Nếu mà hai người đã yêu nhau rồi, thứ nhất mình phải nhường nhịn và biết chia sẻ. Bạn biết nấu ăn không? Có, mình biết. Nếu bạn không biết nấu ăn ấy, thì nếu mà hai người thực sự yêu nhau rồi, mình có thể là đầu tư cho bạn một khóa là khoảng 20 triệu cho bạn đi học một bếp trưởng luôn. Nhớ nhà. Tôi tính là chừng nào kết hôn được nè. Bạn tính năm nào kết hôn nè? Từ giờ trở đi năm nào cũng được. Mình đâu có tính chuyện đó đâu. Thì mình cũng đặt ra là khoảng là 2 đến 5 năm nữa. Nếu được ấy, thì mình cũng sẽ cố gắng sớm hơn. Lớn tuổi quá để con khó lắm. Hãy nói một cái điều gì đó cho bạn ấy tin nào. Mỗi người một câu cuối cùng. Nếu mà chúng mình mà đến được với nhau ấy, nếu mà hai người mà có soạn cái nội quy hay là cái gì đấy, thì mình sẽ là cái tốt cái điều đấy. Thôi hết giờ. Suy nghĩ đi. Tự quyết định. Một. Hai. Ba. Hết thời gian. Hợp mà, vui mà. Hai người này lấy nhau vui lắm. Nào, nãy ẩm rồi, giờ nắm tay cái để mình cảm nhận lần đầu tiên gặp mặt nào. Nói gì nói, chúng ta sẽ có thời gian để tìm hiểu nhau kỹ hơn. Chúc hai bạn nhiều sức khỏe. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Quà tặng dành cho hai bạn là một suất chụp hình cưới trọn gói tại Đà Nẵng hoặc thành phố Hồ Chí Minh trị giá 15 triệu đồng và tất cả các hệ thống của áo cưới Allen nếu như các bạn tiến tới hôn nhân. Trường thì em có hai mối tình. Còn em? Như đó giữa que nhưng... Em muốn tìm người bạn gái hay sao? Chân thật chí hướng là mang ngoại hình đẹp cũng được. Tại vì cách em giao thiệp em nói vậy thôi nha. Chứ bình thường là em trưởng á, gia trưởng mà. Gia trưởng. Thôi chào bạn trai. Dạ, chào chị. Hello chị em bây giờ tường. Ừ đúng rồi chị Cát Tường. Đợi chị Tường xíu, bây giờ Tường sẽ ra mời bạn gái cũng mà đến hẹn hò với mình hôm nay vào nha. Dạ, cảm ơn chị. Rồi. Rồi, bây giờ chị mở mặt nạ giùm em. Bạn trai ơi, mở mặt nạ được rồi nha. Dạ. Ok. Chào chị. Hello em. Giờ hai bạn giới thiệu về mình đi. Em gái giới thiệu trước đi nè. Em chào chị Cát Tường và quý vị khán giả. Và bạn trai bên kia, em tên là Tạ Thị Lý. Năm nay em 24 tuổi, hiện tại em đang là giáo viên mầm non. Em đang sống và làm việc ở Hóc Môn ạ. Hóc Môn? Quê mình ở đâu? Quê em ở Vĩnh Phúc, ngoài Bắc á chị. Vĩnh Phúc, em vào đây lâu chưa? Em vào đây được 14 năm rồi chị. 14 năm? Dạ. Mình đang ở với ai? Em đang ở với lại gia đình của em, ba mẹ. Vậy đang làm cô giáo dạy mầm non. Dạ. Quá tuyệt vời, mời em trai. Em tên Phạm Văn Phúc. Hiện tại đang làm việc kinh doanh buôn bán thiết bị máy văn phòng thôi. Tại ở Gò Vấp. Máy văn phòng là máy gì? Cho thuê máy photocopy À, cho thuê photocopy. Rồi, mình đang sống với ai đó? Sống mình ơn à. Sống mình ơn à? Quê ở đâu? Ở miền Tây. Hèn chi, sống có mình ơn à, miền Tây là khúc nào? Ở Đồng Tháp. Đồng Tháp. Rồi bây giờ lên đây là nãy em nói ở phụ quận mấy? Ở quận Gò Vấp. Gò Vấp. Rồi, người Gò Vấp, người Hóc Môn, gần xịt à, Gò Vấp gần nhà tôi đó, chạy qua Hóc Môn 15 phút à. Rồi,
Bây giờ điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em là người khá là nhanh nhẹn, hòa đồng, vui vẻ, hay cười, cũng gọn gàng. Gọn gàng. Thế điểm yếu? Điểm yếu của em là em hơi vụng về một xíu. Cái gì mới gọn gàng rồi vừa qua vừa bụng? Không vụng về, ví dụ như là trong công việc, ví dụ như là bếp núc này kia thôi. À. Và ít ngủ. Một ngày ngủ mấy tiếng? Ngày em ngủ khoảng chừng 4-5 tiếng thôi chị ạ. Ủa sao làm gì mà ngủ ít vậy Cương? Không mệt hả? Không phải, tại vì em không biết nữa, nhưng mà em không ngủ được chị ạ. Khuya mấy giờ, tối là mấy giờ ngủ, sáng mấy giờ thức? Có 12 giờ ngủ hơn. Còn mấy giờ thức? 4-5 giờ em dậy. Ủa dậy sớm làm gì cơ, rồi lúc đó dậy làm gì? Thì em dậy em chỉ mở nhạc em nghe thôi chị. Rồi cả ngày đi làm mình có thấy mệt mỏi trong người không? Đi làm thì cái môi trường của em thì con nít nhiều á chị. Mình vận động cũng không mệt lắm đâu chị ạ. Ở nhà thì thấy mệt hơn, chứ còn đi làm thì em cũng thấy mệt. Trời ơi, hay quá ha, ngày ngủ có 4-5 tiếng à cưng. Ngày cứ ngủ mấy tiếng? Em hả? Lúc buồn thì ngủ suốt à. Lúc vui thì ít ngủ. À, rồi bây giờ điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Điểm yếu thì hay nói chuyện chọc lóc. Nói chuyện chọc lóc. Điểm mạnh? Điểm mạnh tối ngày đi làm việc. Coi như là chăm chỉ trong công việc. Rồi, cô giáo là do giọng mình là do khan tiếng hay là do la hét quá mà nó khan tiếng hay là giọng mình nó như vậy? Lúc trước á, em chưa làm thì cũng khan khan một tí. Nhưng mà bây giờ làm nhiều quá chị. Ờ, phải nói lớn mấy bé mới nghe. Phải nói lớn, tại mức độ mà một cô mà quản mà 20 bé, cái mức độ mà 20 đứa bé mà nó cùng la, nó cùng hét á, là mình cũng phải theo mấy đứa bé luôn. Rồi, áp lực công việc cũng dữ ha. Thế còn tình trường thì sao? Tình trường thì em có hai mối tình. Dạ, mối tình thứ hai em mới chia tay. Đến tháng năm này là được tròn một năm chị ạ. Tròn một năm rồi. Dạ. Lý do chia tay thì lúc đó tụi em quen cũng được 2.5 gần 3 năm. Thì chỉ đến hôm đấy thấy anh ấy nói với em là mình không hợp. Với lại anh cũng hết tình cảm với em rồi. Nên là hai đứa chia tay. Tự nhiên không hợp với chia tay. Dạ, anh đó là em nghĩ là cái lý do thôi. Hay là tao có người khác không? Em cũng nghĩ là như thế, tại vì sau chia tay em cũng không còn liên lạc. Đâm ra là theo em nghĩ là như thế. Sao thời gian nay không có ai đeo đuổi hả? Không quen ai? Cũng có nói chuyện một vài người, nhưng mà em nghĩ chưa có đủ mà để thuyết phục hai đứa cùng quen nhau á chị. Còn em, tình trường sao rồi? Như đó giờ không quen ai chứ. Gì? Không quen ai. Hồi đó giờ chưa quen ai hết? Mà quen qua lo thôi, không quen nào sâu sắc nha. Lý do là sao? Không có thời gian. Ủa thời gian sao không có thời gian, làm gì mà không có thời gian? Em làm suốt là như là... Suốt cũng không có lúc nghỉ ngơi, ăn uống đi chơi chứ. Cũng có mấy mối mà hay hay kén à. Em kén hay là người ta kén? Chắc người ta kén. Người ta kén hả? Em cũng kén. Em cũng kén nữa hả? Em kén làm sao đâu, hay là đó em nói cái mẫu người lý tưởng của em coi. Em muốn tìm người bạn gái hay sao? Chân thành. Chân thành? Chí hướng làm ăn thôi. Chí hướng làm ăn. Có nhiêu đó thôi, có tiêu chuẩn về ngoại hình như thế nào không? Ngoại hình đẹp cũng được. Đẹp cũng được, ai mà đẹp mà không được trời. Em nói em kén là em kén làm sao? Ở nhà ba mẹ có đặt ra tiêu chí gì không? Không, tự em đặt luôn. Tự em đặt luôn. Theo thí mới được. Có đi coi bói xem tuổi xem thầy gì không? Có. Xem sao? Thì hợp tuổi mới được. Hợp là bao nhiêu? Nhỏ hơn vài tuổi, hợp tuổi 95. 95, em sinh năm nhiêu? 95 ạ. 95 nè. Mẫu người bạn trai của em thích là mẫu người như thế nào? Em thích một bạn trai cao một xíu. Cao? 1m68. 1m68, 1m7. Em cao nhiêu? Em cao thấp lắm, có 1m62. 1m62 à? Bớt vài phân được không? Có chịu mập ốm cao thấp như thế nào nữa không? Nói chung là cũng không cần mập lắm đâu chị ạ. Vừa cân xứng với lại chiều cao được rồi. Dạ. Đâu đâu có hình ảnh gì chị coi thử coi. Đây chị. Chà, trời ơi cái này khó nha. Cho ảnh một cái đặc điểm để anh nhận dạng em đi. Trong số những cô giáo này ai là cô gái ấy? Dạ đứng gần gần ở phía ngoài. Gần gần phía ngoài, hai bên, bên nào cũng có phía ngoài, lựa đi cưng. Là người có đeo dây chuyền ạ. Rồi có đeo dây chuyền đó. Sáu cô đó cô nào cũng đeo dây chuyền hết trơn đó. Tìm ảnh đi em. Cho cổ một câu đặc điểm nhận dạng để cô nhận ra em coi. Trong hình của em á, cười nhiều nhất. Cười nhiều nhất. Rồi ráng kiếm đi cưng. Chọn ra cổ chưa? Tôi coi, tại sao chọn người đó? Thấy phúc hậu. Thấy phúc hậu. Trời ơi, một cô, hai cô, ba cô, bốn cô, năm cô, sáu cô, bảy cô, tám cô. Mà chọn trúng ngay cô này. Hay thiệt, cầm đi em, chút xíu mở ra kiểm tra kết quả nha. Chọn ra chưa? Anh này chỉ... Sao, tại sao em chọn anh đó? Tại vì
Nhìn trong đám đông đây thì hầu như ai cũng lớn tuổi, chỉ có anh đấy là nhìn tôi. Trời ơi, thiên linh linh địa linh linh, ngày hôm nay thầy bói đã bón trúng rồi. Các con hãy đi gặp nhau hẹn hò và mặc áo đôi với nhau. Các con đã chọn đúng nhau rồi. Bây giờ mở cửa trái tim. Mở cửa trái tim cho hai bạn đã tự xác nhận lại, cứ kiểm tra lại xem là mình đã chọn đúng người hay chưa nha quý vị nha. 1 2 3. Trời ơi, sao mà xuất sắc vậy? Thường thường ví dụ người này trúng người kia không trúng, mà hình thì quá trời người luôn. 8 người chỉ vô đúng ngay luôn. Bên đây cũng vậy nữa, 4-5 anh chỉ vô đúng bốc. Chào em à. Tặng quà gì kìa, quà kìa. Anh không có gì, cái này cũng đơn giản lắm. Dạ em cảm ơn anh ạ. Dạ. Rồi bây giờ tôi sẽ mời hai bạn một vừa ăn vừa nói chuyện. Sướng không? Dạ. Làm sao đó nữa là... Mà có bạn gái dắt về nữa mới hay. Rồi mời hai bạn thưởng thức món ăn. Đây là món bò nướng của nhà hàng Rooftop BBQ. Rất là ngon, thơm ngon quá. Nhớ vừa ăn vừa nói chuyện. Kiểm tra giới tính nha. Tôi nói trước rồi đó. Ít phút nữa tôi quay lại. Men lên. Ăn đi em. Dạ mời anh. Nhìn này như đó giờ mới ăn đầu tiên sao. Vậy là em ở Hóc Môn không em? Dạ em ở Hóc Môn nhưng mà em làm ở quận 12 ạ. À quận 12 chút nào? Ờ chỗ gần bệnh viện quận 12 luôn anh ạ. À đường TH10 vậy phải không? TH21. TH21. Là em biết khúc đó à? Anh đi hoài à, đi ngang sửa, anh đi ngang đường của hoài à. Hôm nay anh nói anh làm gì mà em chưa nghe rõ. À anh đi sửa máy lặt vặt đó mà. Sửa máy gì? Anh đi bán máy này kia được đó. Máy tính hay là... Máy photo. Máy photo. Nhà anh có mấy anh chị em à? Không, anh à. Có một mình anh. Anh đứa em gái. Anh gái. Em vô đây vô với gia đình hả? Em vô cùng ba mẹ em, cùng ba mẹ em đó. À, vô định cư ở đây luôn. Dạ. Lâu lâu có về quê chơi thôi. Ừ. Ví dụ tôi test ví dụ giới tính của bạn nam này mới được. Bữa còn ngon không? Dạ ngon. Ăn đi, ăn đi. Ăn cho bồi dưỡng sức khỏe đi, cô giáo phải được, cũng được. Sao thấy 5-5 là xuất sắc không? Dạ. Mọi người xuất sắc không? Dạ. Được xuất sắc. Không, nó xuất sắc lắm. Dạ em làm sao để em chứng minh được em là men? Em nói cho cô gái này những cái điểm nào của em chứng minh em tôi là men. Đâu biết chứng minh gì đâu chị. Vậy sao em biết em men? Nhưng mà chắc chắn. Có gì em, có gì em chịu trách nhiệm. Trời đất ơi, chứ không lẽ là tôi chịu trách nhiệm? Tại vì cách em giao thiệp em nói vậy thôi. Chứ bình thường là em trưởng á, gia trưởng. Gia trưởng. Gia trưởng với men đâu có liên quan gì nhau đâu ông. Gia trưởng là cái suy nghĩ, còn men hay không là cái tâm sinh lý của con người. Men sinh lý ổn định không? Ổn định. Thích trai hay thích gái? Thích gái. Giờ em quan điểm về tình yêu là như thế nào? Hôn nhân gia đình là như thế nào? Thích nhất người giúp đỡ trong công việc, rồi biết nội trợ trong gia đình. Ai nội trợ trong gia đình? Phụ nữ. Rồi em có phụ nội trợ trong gia đình không? Được, em làm được. À em làm được. Mấy đó em làm được. Sau này kinh tế trong gia đình ai là người quản lý? Nếu lấy nhau về á, ai là... Hả? Vợ. Vợ. Hỏi thêm vài câu ép thử coi được không thôi. Giúp phải giúp chị em phụ nữ chứ. Mời em bóc một câu hỏi để mình trắc nghiệm chơi cho vui. Đọc lớn lên cưng. Bạn hãy yêu cầu đối phương tự kể ra một việc mà mình cảm thấy xấu hổ nhất. Một việc gì mà em cảm thấy xấu hổ nhất em đã từng gặp hoặc em đã từng làm? Em là xấu hổ nhất là như mình làm gì mà không đã yêu cầu á. Thì em kể một câu chuyện cụ thể mà em đã xấu hổ nhất. Anh làm gì mà em xấu hổ? Xấu hổ là đi quên đem tiền trả tiền cho người ta. Em bị đó hoài. Bị hoài luôn hả? Đi ít đem tiền. Trời ơi gì kỳ vậy. Đi chơi bạn gái nhớ đem tiền nha. Đi chơi gái, bạn gái anh trả không mà. Cái gì? Em trả không mà. Nhưng mà đi chơi bạn gái nhớ đem tiền nha. Dạ. Đọc lớn lên coi. Bạn hãy yêu cầu một bạn hát một ca khúc bất kỳ bất. Bây giờ tôi đọc lại nè. Em hãy yêu cầu bạn nữ hát một bài hát bất kỳ bắt đầu bằng chữ anh. Rồi ạ. Em đó. Thì khó nghĩ cho em được không ạ? Hoặc là bắt đầu bằng chữ em, hai người nào hát. Cô giáo kỳ vậy, cô giáo nhiều bài hát lắm mà. Chữ em thì... Rồi chữ em. Hát này em nhỏ nha chị nha. Rồi. Em sẽ là mùa xuân của mẹ, em sẽ là màu nắng của ba, em đến trường học bao điều là, mỗi biết cười là những nụ hoa.
Ai, dễ thương không? Dễ thương. Rồi, bây giờ thì chị Tường sẽ cho các bạn một cơ hội nữa cho bạn Nam có thể chứng minh được tình cảm của mình. Mình hãy thể hiện bản thân của mình. Hiện tại giờ phút này khi gặp gỡ bạn nữ, em cảm giác trong người mình như thế nào? Em nhận xét về bạn nữ ra sao? Mời em. Nói thật lòng nha, có sao nói vậy? Dạ. Yeah. Lúc mà anh coi dung hình thì trông như những gì mà anh nghĩ thôi. Em thì chắc phù hợp với anh. Cảm nghĩ gì thôi. Bạn nữ chia sẻ đi em, em cảm nhận như thế nào trong cái buổi nói chuyện ngày hôm nay? Em nghĩ anh hình như là hơi nhút nhát một phần. Hơi kiệm lời nói. Tại vì em thì lại thích một bạn trai mà mạnh dạn một xíu, chung là phải nói nhiều. Rút kinh nghiệm, nói nhiều lên một chút xíu. Tại vì thời gian gặp nhau ít phút á, mà mình không nói thì lấy gì người ta hiểu mình. Không chị, tại vì em buôn bán em cũng nói nhiều lắm. Tại vì cái hình thức này đó giờ em rất là ngại. Đó em ngại, nhưng bây giờ tính gì ngại, giờ này mới chưa có mối tình nào. Chị Tường đã tạo điều kiện gợ, mình phải nói nhiều, mình phải thể hiện, bạn gái người ta mới hiểu. Người ta mới dám bấm nút hẹn hò với mình. Mình im không, người ta đâu biết mình sao đâu mà người ta dám bấm nút, đúng không? Dạ. Thôi thì bây giờ đặt tay vào nút bấm nha hai bạn. Cơ hội là chương trình tạo cho hai bạn để là một cái cầu nối cho hai bạn. Còn cái duyên là duyên của hai người. Có hợp với nhau hay không, có cảm nhận được nhau hay không, có bấm nút hẹn hò với nhau là quyết định của hai bạn nha. Khi chúng ta bấm nút có nghĩa là chúng ta quyết định chọn người đó làm bạn trai hoặc bạn gái của mình để tìm hiểu, yêu đương, tiến xa hơn. Còn nếu chúng ta cảm thấy không rung động, chúng ta không bấm. À, đó là cái quyền của mình. Suy nghĩ thật kỹ nha. 1 2 3. Hết thời gian. Tại sao em gái không bấm? Tại vì nói chung là em chưa có một rung động thật sự chị ạ. Thật sự có thể đây là một chàng trai rất là tốt đó, nhưng mà bạn ấy khá rụt rè và bạn ấy không thể hiện giống như chị vừa chia sẻ với em lúc nãy. Một chút tiếc nuối, tại vì chị thấy hai bạn đầu tiên nè mặc đồ hợp nhau ha, chọn hình lại chọn trúng nhau luôn, làm chị tưởng nó có một cái duyên gì đó rồi. Nhưng mà có thể là hôm nay mình còn thiếu một cái chút sự rung động nữa. Thôi nhưng không sao cả, mời hai bạn. Đó là cái quyền quyết định của những người tham gia chương trình, và các Tường cũng như là ekip cũng phải luôn luôn tôn trọng cái quyết định của các bạn, bởi vì đây là hạnh phúc của các bạn mà. À, mình bấm là mình trao cái duyên cho nhau. Nếu chúng ta chưa thấy đủ duyên thì chúng ta không bấm thôi. Thì Tường hy vọng là chúc cho hai bạn sẽ sớm tìm được một nửa yêu thương của mình nha. Cố gắng tự tin lên em trai. Nhiều khi ở ngoài đời buôn bán lanh lẹ mà tự nhiên đối với cái chuyện mà trai gái thì em hơi rụt rè. Tự tin lên nha. Rồi chúc em sẽ sớm có được bằng người bạn gái ha. Thuyết phục, chinh phục sao mà phải có người yêu liền cho tôi, không có để ế lâu nha. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Và Cát Tường xin nói là chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị vào khung giờ rất quen thuộc của bà Muốn Hẹn Hò Hẹn Ăn Trưa. Tường và Hứa Minh Đạt hân hoan chào đón quý vị đến với chương trình Ghép Đôi Thần Tốc phiên bản Kết Đôi Như Ý. Cảm ơn nhãn hàng bột giặt Joy 2-trong-1, giặt và xả tất cả trong một đã tài trợ chính cho chương trình. Và bây giờ chúng ta sẽ vào vị trí của mình nha. Yeah. Dạ, và bây giờ thì các Tường xin mời quý vị khán giả hãy hướng mắt lên sân khấu để chào đón hai nhân vật nam của ngày hôm nay. Rồi, em nào màu đỏ thì về màu đỏ, màu xanh thì vào màu xanh. Rồi, chào hai em, ngồi xuống đi cưng. Rồi bây giờ mời hai bạn nữ. Wow. Rồi, tất cả đã vào vị trí của mình rồi. Bây giờ chị Tường sẽ mời chàng trai ngồi ở chiếc ghế màu đỏ hãy giới thiệu trước nha. Em tên là gì? Dạ,
Em chào chương trình, chào hai anh chị MC, chào hai bạn gái kế bên, chào khán giả trong trường quay. Em xin giới thiệu, em là Nguyễn Tuấn Anh, năm nay em 34 tuổi, em đến từ Nam Định, hiện đang làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh. Làm gì em nói làm gì? Em làm bên quản lý cơ điện. À, làm điện quản lý cơ ở Thành phố Hồ Chí Minh. À, đang hơi hồi hộp ha, hít thở sâu vô. Rồi, là em sinh năm 87 hả cơ? Dạ vâng, em sinh năm 87 ạ. Wow, trời nhưng mà nhìn trẻ ghê. Rồi bây giờ các bạn nữ ghế màu đỏ nè, em hãy tự giới thiệu về mình đi. Dạ em xin chào anh và em xin chào chị Cát Tường. Em tên là Vũ Thu Hương và năm nay em sinh năm là 1992 và quê em ở Quảng Ngãi. Công việc hiện tại của em là streamer game và kinh doanh và em cũng có là leader và agency cho những cái thương hiệu nổi tiếng. Em ở đây ở đâu? Dạ em ở bên quận 4 ạ. Ở quận 4 dạ, là hiện giờ là em ở với gia đình hay là dạ, đã không. Dạ em ở một mình ạ. Hiện tại thì gia đình em ở Quảng Ngãi, ba mẹ em đều ở Quảng Ngãi hết và em đang ở trong đây một mình. Chào chàng trai cái màu xanh, em giới thiệu đi, em tên gì? Em chào chị Cát Tường, em chào anh Hướng Đạt, chào hai bạn nữ bên kia và chào toàn bộ khán giả. Chào em. Em xin tự giới thiệu, em tên là Dương, em năm nay 31 tuổi, em quê Hải Phòng. Em vào Sài Gòn làm việc thì cũng đã được 2 năm. Hiện tại thì em đang làm phiên dịch tiếng Anh và tiếng Nhật cho một công ty IT của Mỹ ở quận 1. Wow. Em đang thuê phòng ở Phú Nhuận. À rồi, cho chị hỏi luôn, vào đây 2 năm em là học ngành gì mà bây giờ mình vừa thông dịch mà vừa tiếng Anh vừa tiếng Nhật? Em học thì khá là nhiều. Trước ngành đại học của em thì em học đại học Hải Phòng và học chuyên ngành quản trị kinh doanh. Sau đó thì em qua Nhật 2 năm học tiếng Nhật. Sau đó thì em về Hà Nội em làm 2 năm thì ở Hà Nội, xong sau đó em lại sang tiếp Canada và học 2 năm ở bên Canada. Hồi đấy sang Canada với mục đích là học xong thì tìm đường để cửa lại. Nhưng mà thấy cuộc sống bên đấy sống mình cháo. Về lại. Bây giờ vậy tiếng Anh với tiếng Nhật là cái tiếng nào thì là em là coi như giỏi hơn? Vậy em phải nói là tiếng Anh giỏi hơn. Vì thứ nhất là em học tiếng Anh khá là nhiều. Mời em chào khán giả giới thiệu về mình một câu bằng tiếng Nhật. Minasan konnichiwa. Watashi Zun to moshimasu. Kotoshi 30歳 desu. 出身はハイフォンです。今あのホーチミン市で、アメリカ の, あの IT 企業であの通訳者を仕事をしています。はい、よろしくお願いします。Ngon á, như tôi giới thiệu vậy là biết bên đây của tôi là ngon lành nha. Tôi từng mua bột giặt kèm nước xả vải. Bột giặt Jones 2-trong-1 mới, làm sạch nhờ công nghệ enzyme từ châu Âu và làm mềm nhờ khoáng chất dưỡng vải. Đồ sạch bong, thơm và mềm. Giờ tôi chẳng cần mua nước xả vải nữa. Bột giặt Jones 2-trong-1, giặt và xả tất cả trong một. Nay đã có nước giặt xả Joy 2-trong-1 mới. Thì bây giờ đây cô gái ngồi ghế màu xanh, em giới thiệu về mình đi. Em xin phép chào cô Cát Tường. Chào cô Cát Tường. Chào anh Hướng Minh Đạt. Chào hai anh trai bên đó. Em tên là Hồng Hân. Hồng Hân. Dạ, tên đầy đủ là Lý Hồng Hân. Em sinh năm 1998. Vừa rồi thì em vừa tốt nghiệp Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Em học 2 ngành là quản trị kinh doanh và luật. Nhà em thì hiện tại là em đang sinh sống cùng với bố mẹ ở Thành phố Hồ Chí Minh. Rồi hỏi luôn đi, điểm mạnh điểm yếu của Hân là gì nè? Điểm mạnh điểm yếu luôn nè. Dạ điểm mạnh của em thì em là một người gọi là khá độc lập, khá tự lập ở trong cuộc sống như công việc của mình. Ngoài ra thì em là một người rất là nhanh thích ứng với lại môi trường. Có thay đổi thì em cũng có thể thích ứng được. Với lại em được nhận xét là một người khá là hòa đồng và dễ gần. Cũng có một chút hài hước. Dạ, điểm yếu của em thì em là một người khá hơi não cá vàng một xíu. Nên là kiểu hay quên á. Lâu lâu ví dụ như vừa mới để cái chìa khóa trên bàn thì em lại quên, em để cái chìa khóa đâu mất tiêu rồi. Dạ. Sở thích của em là gì hơn? Dạ em thì em thích rất là thích nghe nhạc, anh thích nhảy nhót, ca hát. Wow. Nhưng mà nói chung thì cao không được hay. Giống như anh bên này nãy chị hỏi anh tiếng Anh với tiếng Nhật, ảnh rành tiếng nào hơn? Anh nói anh rành tiếng Anh, chị mời ảnh giới thiệu bằng tiếng Nhật. Nói qua, em nói luôn. Em không có hát không hay, giờ chị mời em hát. Không mà em thích hát mà. Dạ vậy em xin phép hát một bài hát cũng khá là quen thuộc với mọi người. Dạ em xin phép hát một phần của bài Lâu Đài Tình Ái. Dạ. Anh ơi lâu đài tình ái đó chắc không có trên trần gian. Em đưa anh vào bằng tiếng Hàn, chấp đôi cánh nhung thiên thần. Anh ơi lâu đài tình ái đó sáng trong ánh tinh cầu xa. Cho nên cho dù nghìn năm qua con vẫn vương đôi phồn hoa. Oh. Em xin hát.
chừa nửa câu sau cho bạn nam hát hả? Sao Dương hát được không Dương? Em hát tạm tạm thôi. Làm luôn đi, làm khúc luôn, đáp lại cổ chứ. Em thích hát bài Buồn của Duy Khánh. Buồn hả? Ôi trời, ta đang xây lâu đài tình ái, ổng buồn. Rồi buồn luôn. Rồi. Từng hạt mưa rơi rơi bên hiên, anh ngồi ôm nhớ thương. Lời em nói trước lúc tạ từ, rằng em sẽ ra đi để anh khổ đau muôn đời. Con tim em sao rời tình anh? Giá như mình đừng gặp gỡ, chẳng không thế này, thì đôi ta ai cũng đi một đường riêng. Để bây giờ người thay đổi bước đi theo ai? Giờ níu kéo cũng chẳng còn chỉ hỡi em. Hay. Ủa? Giọng cao rồi, ngon lành ha. Rồi giờ vô điểm mạnh điểm yếu nè. Dương có điểm mạnh điểm yếu gì Dương? Em điểm mạnh thì em là một người rất là vui tính, hài hước. Trong tình yêu thì khá là lãng mạn và em có thể nấu ăn được. Còn điểm yếu thì về tính cách thì cũng, em thấy cũng không có nhiều lắm. Trong tình yêu thì đôi khi hơi vô tâm một chút. Em thấy điểm yếu lớn nhất của em là hiện tại trong tay chưa có gì cả, tay trắng. Tới giờ này vẫn tay trắng như vậy thì bao nhiêu năm mà đi học rồi đi Nhật, đi Canada rồi đó là tiền ai lo? Em lo hết. À, có nghĩa là cũng có vừa làm vừa lo nhưng mà đủ trang trải, đủ đi rồi tùm lum vậy thôi chứ không có dư thôi đúng không? Là đúng. Không có vậy là cũng bản lĩnh chứ, tự lo cho mình. Quay qua chàng trai Tuấn Anh của tôi nè, quay lại chàng trai ở ghế màu đỏ nha. Tuấn Anh ơi, điểm mạnh điểm yếu của em là như thế nào? Điểm mạnh em thì em thấy là em là người tự lập, biết chia sẻ nhiều điều với mọi người, biết làm được những công việc trong gia đình, biết nấu ăn và hòa đồng với mọi người. Còn điểm yếu? Điểm yếu của em là em không thức khuya được nhiều. À, thường mấy giờ là em ngủ? Tôi nhớ là em thức khuya khoảng một ngày đó là em xuất khí rất chỉ nhanh. À, nhưng mà bây giờ bình thường là mấy giờ là em ngủ? Cái bình thường thì phải tầm 10 rưỡi đến 11 giờ là em ngủ. Rồi bây giờ chị hỏi luôn nè, đó bây giờ là định có dự kiến là ở trong này lập nghiệp luôn hay là về quê? Trước khi em đi vào trong Sài Gòn này, em xác định là em vào trong này để em lập nghiệp. Rồi, bây giờ mình có khá hơn bạn Dương bên này không? Em ở Biên Hòa thì thực ra thì em có dự kiến là làm nhà ở khu vực đấy rồi. Có dự kiến rồi, vậy là có sự chuẩn bị rồi phải không? Ổn ổn rồi phải không? Để dành được tới đâu rồi? Được cái móng hay được cái nhà hay được cái gì rồi? Nếu mà tìm được bạn gái đi đến hôn nhân thì em sẽ dự kiến là xây nhà. Wow, vậy là mọi thứ chuẩn bị hết rồi. Có vợ là xây nhà luôn nha. Bây giờ người ta có đất nền rồi thì bây giờ mình nãy nói điểm mạnh điểm yếu của mình là mình có gì nè? Dạ, về điểm mạnh của em á thì em là một người tự lập từ nhỏ rồi. Dường như là từ lúc 14 tuổi là em đã đi ra đường và kiếm tiền, và công việc đầu tiên của em đó là đi làm cô sinh. Và giúp em, việc. Dạ đúng rồi. Thời gian làm giúp việc là mua sinh để kiếm tiền. Và em cũng đi làm công nhân, nói chung là em làm rất là nhiều việc từ hai bàn tay trắng. Và điểm mạnh của em đó là em nấu ăn cực kỳ ngon. Và em cũng rất là khéo tay trong mấy cái việc mà trang trí, là nấu nướng. Và lại là em là cung sử nữ nên dường như là tính của em thì có một chút cầu toàn và hơi kỹ tính. Nhưng mà em không có tính lắm đâu. Một cô gái nghe giới thiệu rất là ấn tượng ha. Làm quá trời việc mà bắt đầu giỏi giang, làm ô xin tự lập rất sớm. Dạ. Và bây giờ thì kinh tế của em thì cũng rất là vững. Em nói chung là cũng rất là tự tin và tự hào về bản thân mình đã vượt qua rất là nhiều thứ. Và thu nhập của em thì bây giờ tới thời điểm hiện tại thì 100 triệu trở lên trong một tháng. Đạt té ghế rồi. Làm streamer mà đâu phải vừa. Dạ, chúc mừng mà, cho Hương nha, cái ngày tháng mà mình khổ mình cũng qua rồi hả Hương ha? Dạ vâng ạ. Mình hưởng thụ hả cưng ha? Không mà nãy cũng mới thì nói, nhưng mà em cũng có rất nhiều điểm yếu. Đâu đây em nghe phải điểm yếu không? Dạ, điểm yếu của em thì em cũng giống như bé em đây thì em cũng có một chút hay quên não cái vàng á. Chứ em nghĩ là đáng chắc trí. Là... Dạ đúng rồi, đáng chắc là lớn tuổi quá hay sao? Em có một chút là tính em hay nóng mà em, bởi vì đó là lý do phải em cần có một người đàn ông bên cạnh em mà người ta tính trầm hơn và có thể là điềm tĩnh hơn và để kìm được cái tính. Độ tuổi này anh thiết nghĩ là độ tuổi lập gia đình là đẹp nhất trên đời. Vậy đang bò bò cái tình trường của em luôn đó Hương. Dạ. Mình trải qua mấy mối tình rồi em? Em trải qua đúng một mối tình năm 22 tuổi và cho tới giờ là 7 năm rồi em không quen ai cả. Mối tình nó kéo dài bao nhiêu lâu? Chỉ kéo dài 1-2-3 tháng vậy thôi. Sao vội vậy? Ủa là cái mối tình đó mình quen từ hồi mình là 22 tuổi mà quen được có mấy tháng thôi hả? Và sao? Lý do? Nói chung cứ mỗi lần nhắc tới chuyện này thì em không kìm được cảm xúc. Nào em chia sẻ chị nghe thôi. Tại vì lúc đó em cũng là một
người nổi trên mạng á, hot girl á, thì cũng nổi tiếng rồi, nhiều bạn cũng theo đuổi lắm, nhưng em không chịu, em hơi kén, cũng chảnh, nói chung là như vậy. Con gái mà, em lúc đó cũng mê trai đẹp. Bạn đó biết em còn con gái á, nên bạn đó nói chung là lấy đi rồi xong bạn đó bỏ đi. Lúc đó em mới biết là bạn đó có người yêu rồi, bạn đó chỉ lừa em thôi. Là từ đó là em mất niềm tin vào đàn ông tới giờ. Chị thấy đâu có gì đâu mà để 7 năm trời mình không có mở lòng ra với một người nào khác. Tại vì em là xung quanh em chắc chắn là nhiều người đeo đuổi lắm. Dạ, tại vì thật sự là cái ngoại hình của em á, em là các lối sống của em là sống theo kiểu nước ngoài. Mặc dù là em là một người không có hư nha, em là người rất là sống theo kiểu có ngôi ngô hạnh á, nhưng mà em có ngoại hình của em là thích cái style sexy. Đây em nghĩ đó là lý do những cái chàng trai mà nhìn ngó tới em là người ta chỉ muốn là muốn cái gì đó thanh sát em thôi. Chị hiểu cái này thì chị hiểu rất là rõ luôn cảm xúc của phụ nữ. Thật ra là cái style ăn mặc nó không đánh giá được cái tính cách hay là cái đạo đức gì của con người hết. Nó là cái sở thích thôi. Em diễn tả cái mẫu người em mong muốn đây nè, chị coi. Thì thật em liên. Cũng thích người đàn ông mà nói chung có ngoại hình một tí. Vẫn mê trai đẹp em ha. Vẫn mê trai đẹp em ha. Không, cái gu mà. Rồi là... tiếp gì nữa nè. Gu có ăn mặc à, cao ráo một tí. Tại vì em hơi bé con nên em cũng thích một người nào cao để che chở cho em có cảm giác như vậy. Và biết suy nghĩ chín chắn. Về kinh tế thì em mong người đó cũng phải ổn định. Tại vì em thì chưa bao giờ dựa vào đàn ông cả. Tất cả từ xưa đến giờ là em tự tin là hai bàn tay của em tự lập và chưa bao giờ em dựa vào người một người đàn ông nào cả. Nhưng mà khi mà em quen một người hay là sau này kết hôn đi thì em cũng cần người đàn ông nó cũng phải có kinh tế ổn định. Tại vì sau này còn có con cái lo nhiều thứ lắm. Đúng rồi. Đó thì em suy nghĩ cho em nói hơi xa. Nhưng mà nếu mà chàng trai đó không bằng em đi thì em cũng sẽ biết cách cư xử như thế nào đó. Tại vì xưa em cũng có quen tìm hiểu một bạn cũng làm một tháng có 7-8 triệu à. Nhưng mà em vẫn quen. Đặc biệt là con nít của anh. Tại vì bạn nó nhỏ em cả chục tuổi lận. Vâng. Và em quan trọng là nếu mà không cho được vật chất thì ít nhất phải cho được tình cảm, sự chân thành. Em thì là về cái cảm nhận, về cái sự quan tâm. Tại vì em là cái gu thích lãng mạn. Những cái nhỏ nhỏ thôi, sự quan tâm từng chút nhỏ cũng sẽ làm em cảm động. Tại vì thật sự là em bị lâu rồi không có bồ á, nên em cũng bị thiếu thốn tình cảm mà mọi người. Bị thiếu thốn tình cảm mà mọi người. Rồi, nói chung là cũng thích trai đẹp, phụ nữ có điều kiện. Ai cũng thích có gì đó nó lãng mạn, lãng nhẹ nhàng trong tình yêu một chút. Thì không biết là nãy giờ Tuấn Anh nghe những chia sẻ của em gái ngồi ghế đỏ bên kia thì Tuấn Anh có cái suy nghĩ như thế nào về câu chuyện của bạn ấy? Em thấy bạn gái ghế đỏ thì bạn là người mạnh mẽ. Đó là bên ngoài thôi ạ. Tại vì bạn cũng giống như em là có tính tự lập. Mạnh mẽ nhưng mà yếu đuối thì tình cảm lắm nha, mới khóc quá trời kìa. Rồi vậy còn tình trường của em thì như thế nào Tuấn Anh? Em yêu 3 mối tình. Mối tình thứ nhất thì thời sinh viên. Em yêu được 2 năm. Thời sinh viên thì chỉ là yêu mưa rào thôi. Mối tình thứ hai của em là cũng yêu được khoảng tầm gần 2 năm. Em và bạn nữ đấy có một số điểm không hài hòa với nhau. Chẳng hạn như là bạn gái đấy thì hay đi chơi quá khuya. Mình lại là ngủ sớm. Em thì không phải là ngủ sớm mà tính em thì em có chừng mực. Còn mối tình thứ ba thì em và bạn gái đấy yêu được hơi 2 năm. Trời, đây cũng dài chứ, 3 mối, mỗi mối 2 năm. Khi em vào trong Sài Gòn này lập nhập thì bạn gái đấy do khoảng cách giữa 2 người không đi đến được, không nhận. Rồi vậy thì bây giờ em mong muốn tìm một cái người bạn gái như thế nào? Em mong muốn là người bạn gái của em là biết chia sẻ với em. Bạn gái là người truyền thống và hiện đại. Truyền thống và hiện đại có hả? Truyền thống. Cái đối lập nhau. Về trong gia đình thì người bạn nữ đấy thì đảm đang về chia sẻ với em về trong chuyện gia đình. Nấu ăn này, phải chăm sóc. Bên kia nấu ăn ngon, giỏi. Chăm sóc về con cái. Rồi, còn hiện đại. Và hiện đại thì bạn nữ đấy thì ra ngoài thì có thể là sexy này. Hoặc là... Sao diễn tả giống như diễn tả cô gái bệnh quá vậy ta? Sexy một chút này. Sexy một chút. Và ngoại giao thì có thể năng động hơn. Rồi, bây giờ qua tình trường của Dương. Tình trường của Dương sao nè? Tình trường của em thì có 2 mối tình chính thức. Cái chính thức đầu tiên đấy là vào hồi em năm học đại học năm 2. Thời gian mà quen nhau thì là được khoảng tầm 5 rưỡi. Nhưng mà thời gian yêu nhau chỉ được có 2-3 tháng thôi. Sau đấy thì bạn ấy kiểu như là bạn ấy quay lại với người yêu cũ. Trời, sao đang quen với em quay lại người yêu cũ? Em thấy là trong tình yêu thì duyên phận nó quyết định. Nên là khi một người người ta đã không muốn tiếp tục với mình thì mình cũng cố gắng. Nhưng mà lúc đó em có bị sốc không? Có chứ, sốc cũng không. Lúc đó em trả lời cổ như thế nào? Thôi hả?
em không nói gì cả. Sau cái đợt mà bà bạn ấy nói như thế, nhưng bọn em vẫn tiếp tục mối quan hệ cho đến 1.5 năm sau. Trời ơi. Đúng rồi. Cái... Vậy là đi song song cả hai hả? Song đi song hàng cả hai luôn. Sao em rảnh vậy? Sao em rảnh vậy? Vì em sinh viên mà, sinh viên rất là rảnh. Cuối cùng là bạn cuối cùng. Em dứt trước hay là bạn trai kia dứt trước? Cuối cùng thì em dứt trước, bởi vì sau đó đấy là em kết thúc 4 năm đại học và em sang bên Nhật. Thì bạn ấy cũng theo em sang bên Nhật luôn. Ủa vậy hả? Học trường tiếng bên Nhật luôn. Ủa? Cơ hội quá trời mà sao kỳ ta. Nhưng mà đi là hẹn hò đi chung đó hả? Hay là mạnh ai nấy đi? Không phải, lúc sau đấy thì em có một cách, em làm bạn ấy yêu lại em. Em đã xài tiền kêu gì nè, em kể lại cái đó coi. Nói tiền kêu, tiền kêu trả thù. Tiền kêu gì đó, tiền kêu gì đó, trả thù phải không? Sau lúc đấy ấy, thì em cũng rất là đau khổ và em kiểu như là quyết chí phục thù, cũng hơi xến quyết chí phục thù như chị nói. Tôn trọng tâm lý lắm. Đến một thời gian em cảm thấy chán, em không còn muốn tiếp tục mối quan hệ lằng nhằng với bạn ấy, xong với người cũ bạn ấy nữa. Nên là em quyết định tinh thần là thôi, chúc hai người đó hạnh phúc. Nhưng khi em đưa ra quyết nhưng định khi, là nhưng khi bạn ấy cảm nhận được cái điều đấy từ em thì bạn ấy lại phụ nữ chi cũng đặt lắm, lại bạn ấy lại không thể nào giúp được em. Đúng rồi. Và bây giờ hiện giờ nè, em đã dứt khoát thẳng với lại cô đó rồi đúng không? Đó, mối chuyện đầu đó rồi, lâu rồi, từ năm 2013 đến giờ là 7 năm rồi. Rồi mối tình sau như thế nào? Mối tình sau thì là bạn này học cùng lớp tiếng Nhật với em. Bạn ấy kém em 7 tuổi. Yêu nhau khoảng được bao lâu? Cũng 1.5 năm. Thì bạn ấy thì đã quen người khác. Và bạn ấy quyết định chia tay em. Nói chung là thân phận cũng bọt bèo ha. Không số sao. Cũng đau khổ ngày ha. Ngày hôm nay nhiều khi sẽ là một ngày tươi sáng của em. Mà nãy giờ không biết là Hân nghe hai câu chuyện tình của em, anh Dương, là Hân thấy sao Hân? Dạ, em thấy có một sự trùng hợp nhẹ nhẹ. Hả? Trùng hợp như thế nào? Cái mối tình mà nó khiến cho em cảm thấy là kiểu mình nghĩ nhiều về nó nhất là cũng vào cái năm em học năm 2. Giống nhau quá ha. Thì em đi mùa hè xanh và em quen một anh. Quen nhau cũng được khoảng gần 2 năm. Wow. Dạ, thì cũng bắt đầu là xảy ra những cái xích mích, đặc biệt là trong cái lúc mà khoảng dịch á, xa cách quá rồi mình cũng hay xa mặt cách lòng. Dạ, không có gặp nhau. Vậy là cũng mới đây thôi, dịch thì cũng mới đây thôi đúng không? Dạ, thì tụi em cũng đã dứt khoát từ hồi khoảng tháng 6 năm 2021. Dứt khoát là lý do gì? Dạ, tại vì là kiểu anh cũng là còn là sinh viên thì anh cũng chưa có gì trong tay hết. Nhưng mà em vẫn nói với anh là thì đến qua hết cái thời sinh viên thì mình cứ cố gắng, mình sẽ tạo nên được những cái thành công trong tương lai. Nhưng mà kiểu những cái gọi là tư tưởng đó thì ảnh đặt nặng sự nghiệp, và ảnh khi mà ảnh nặng sự nghiệp thì ảnh không muốn là nghĩ tới chuyện là hai đứa sẽ lâu dài thôi. Nói chung là bây giờ là không có cùng chung chí hướng nữa. Dạ, ảnh lo rồi. Đi làm ăn lùng. Đúng không? Ta hài muốn kiếm rồi. Một người như thế nào nè? Mẫu người của em như thế nào? Dạ, về ngoại hình thì em tại vì em cũng khá thấp nên là em cũng mong kiếm được một người yêu em cao tầm khoảng 1m7 là được. Về tính cách thì em cũng muốn một người con trai khá là khiêm tốn. Ngoài ra thì ảnh cũng phải gọi là người có chí hướng trong công việc. Có thể bây giờ anh chưa có gì nhưng mà anh phải có định hướng cho tương lai của mình chứ anh không được bỏ lơ. Hôm nay bốn bạn đều kiểu nó có những cái điểm chung này, nó cũng có những cái điểm chung kia, nó còn bù quá đắp lại. Thế bây giờ thì Tường muốn hỏi ý kiến người thân, tại vì hôm nay là bên nhà trai thì Tường không thấy ai, nhưng mà nhà gái có một cô. Bây giờ em là gái. Đi theo ai đây, em tên gì cưng? Dạ, em chào anh Minh Hứa Minh Đạt và chị Cát Tường. Em tên Huyền ạ. Em là bạn của bạn Hân ạ. Bạn của Hân. Em sẽ nói về bạn một chút, đó là bạn em có nghĩa là có cái những cái suy nghĩ là chín chắn một chút xíu. Năm ra là em thấy là bên hai anh này thì anh Dương có lẽ sẽ hợp với bạn một chút. Hợp về là, cái điểm gì? Có nghĩa là bạn em cũng mới ra trường thì anh này cũng chưa có gì hết. Có nghĩa là nếu mà hai người nếu mà được với nhau thì cùng một chí hướng thì sẽ là sắp về sau này tương lai nó sẽ ổn định và tốt hơn. Trời, đúng anh Dương. Tôi thích những người mà nhận xét mà nó rõ ràng, nó mạch lạc đó. Bây giờ mở cửa luôn đi cho hai bên trò chuyện với liền nhau luôn đúng không chị? Còn gì nữa bây giờ? Mở cửa trái tim. Mẫn đi, mẫn đi. Em chào anh. Cảm nhận về dạ. Cảm nhận của em thì dường như khi mà chưa mở ra ấy, thì nghe hai anh cả anh bên ghế xanh và ghế đỏ thì nói chuyện cũng đều rất là chín chắn, và nếu ngoại hình thì chắc là cũng đều là ok hết rồi đấy. Cũng là hợp lý phải không? Dạ, vui phải không? Dạ. Còn em, cảm xúc đầu tiên của mình như thế nào? Cảm xúc em thấy bạn nữ ghế đỏ thấy bệnh y
Baby. Đó. Đã tới lúc mình thể hiện. Vỗ tay, vỗ tay. Một quà này đối với anh rất chi ý nghĩa. Anh muốn gửi đến em là thời gian của anh rất chi là quý giá. Quý giá. Và anh mong muốn là một người bạn gái đi với anh đi đến hôn nhân. Theo thời gian bền lâu. Wow. Em cảm ơn anh. Em cũng có món quà tặng. Đây là cái viết em rất thân chọn và em cũng mong là nếu mà mình đến được với nhau thì mình phải dùng cái viết này mà viết lên chuyện tình của hai mình. Hay quá. Đeo đồng hồ luôn đi cưng. Không đi, không có gì đâu hết. Đừng rớt à. Bình tĩnh, bình tĩnh lại, bình tĩnh lại. Cứ là thôi. Chúc mừng cho màn chào chào gặp mặt của hai bạn. Rồi tới em. Wow, nó thật là trùng hợp, điều nó là màu đỏ. Ồ vậy hả? Wow. Có vẻ đây là định mệnh. Nay ngồi ghế màu đỏ luôn. Wow, rồi. Cảm ơn. Quá tuyệt vời. Màu đỏ với em hôm nay ý nghĩa rất chi là may mắn. À, màu đỏ. Cho này em muốn tặng cho bạn nữ. Được rồi. Một màn chào đầu rất là ấn tượng ha. Rồi cặp đôi này. Trời ơi. Mạnh tay vậy. Anh hôm nay thì đến đây thì chỉ có món quà nhỏ đấy là cái gương trang điểm này thôi. Thì anh hy vọng là mỗi lần em mở chiếc gương trang điểm này ra sẽ thấy hình bóng của bạn gái trong đó. Chúc bạn hình bóng của bạn. Bây giờ thì có cái gì vậy? Có cái hình là em trong không? Đó, một mặt là cái gương, một mặt là mặt em. Mở ra thấy em luôn. Không, bạn ấy mở ra sẽ thấy hình ảnh của bạn gái em trong đó. Ôi ấy, thí dụ như anh nhìn là có được làm bạn gái em luôn không? Gớm quá, mình trả cho người ta coi. Hái mà tự nhiên có cái chiêu trộn cái này nhìn đổ luôn á trời. Nhìn vô thấy bạn gái anh đó chồng. Đó. Trời ơi, những chiêu mà khu gái như này hay quá. Em à, em hãy gọi anh là thùng rác bởi vì gặp anh là em phải đổ. Em hãy gọi anh là thùng rác bởi vì gặp anh là em phải đổ. Đó, vậy vậy. Sao em, cảm xúc của em bây giờ như thế nào? Dạ em hơi run. Tại vì thường thì em được mệnh danh là nữ hoàng thả thính trong trường. Bây giờ tự nhiên em được thả thính như vậy. Em hơi bị... Nhưng cái chiêu sợ thả thính này dính không? Ghê thiệt. Ngon ha. Ghê thiệt. Ngon ha. Ghê, 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 ghê thiệt. Ghê thiệt. Ghê thiệt. Vui rồi, vui rồi. Em có tặng quà gì không? Dạ đầu tiên thì em cũng cảm ơn món quà của anh. Em có khá là nhiều lần muốn mua gương trang điểm nhỏ nhỏ như thế này nhưng mà chưa bao giờ mua hết và em nghĩ là lại có sự vô tình khi mà anh tặng chiếc gương trang điểm như thế này. Và mai mốt thì em đi đâu em cũng sẽ mang theo. Trời ơi, giật mất ly thân rồi. Dạ, em đến chương trình thì em cũng có một món quà nhỏ nhỏ muốn gửi tới cả chị Cát Tường, anh Hữu Minh Đẹp với lại cả ba người cùng tham dự luôn ạ. Ủa vậy hả? Hay quá. Em thật là chu đáo. Đó. Cảm ơn em, cảm ơn. Ta có để riêng màu đàng hoàng đó. Trời ơi, trời ơi. Cái này là của cảm ơn chị em. Kỳ hả? Dạ. Rồi, chị cảm ơn em. Riêng với hai anh nam thì em cái chương trình có chuẩn bị cho em hai cái dĩa với lại muỗng ạ. Để cho mọi người có thể thử luôn tại chỗ. Ở đây em làm hay gì? Dạ cái này á thì là pate em có. Cái này là chủ yếu là mẹ em và em thì có phụ mẹ. À em dạ. Có phụ mẹ phải không? Rồi mở pate nắp ra đi hả? Em thử thử cho cổ miếng đi. Trời ơi hấp dẫn quá cô chu đáo ghê ha. Em chuẩn bị món quà này là để muốn nói với lại chàng trai nào nếu mà chọn em á thì tương lai về nhà sẽ không có lo là thiếu đồ ăn ngon đâu. Bởi vì mặc dù em nấu không được ngon bằng mẹ em nhưng mà mẹ em thì nấu ăn cực kỳ ngon. Con rể đó phải không? Nấu cho con rể ăn đúng không? Sao? Ba tay gan của mẹ nấu như thế nào? Rất là giống vị của mẹ vợ tương lai em đúng không? Rất là giống vị của mẹ vợ tương lai em đúng không? Trời ơi, coi dưới khán giả sao mà vỗ tay dữ vậy? Sao cơ? Thính nhiều quá. Thính quá trời thính. Em thấy là mùi vị ba tê rất đậm đà. Wow. Rồi, cảm ơn món quà của em nha. Rồi bây giờ chúng ta trò chuyện với nhau một chút xíu. Bây giờ hai em gái ưu tiên nè, hai em có muốn hỏi gì hai anh Tuấn Anh với anh Dương ngày hôm nay không? Em hỏi anh nói đỡ trước là ví dụ mà sau này có quen nhau á, em cũng rất là thích bạn nam cũng biết nấu ăn. Mặc dù em nấu rất ngon, em nấu rất là ngon và rất khéo nhưng mà em muốn làm cái gì cũng phải hai người cùng làm. Tại vì trước đó thì em có tìm hiểu hai bạn nam và em cái gì em cũng nấu ăn lo cho người ta từng ly từng tí. Cái cảm giác như là em chu đáo quá, em chăm sóc người ta quá. Cái người ta lại cảm giác là cô gái này mình đã chinh phục được rồi, người ta không hứng thú vậy. Không có tôn trọng nữa. Em như thế nào? Với em thì phụ nữ
sinh ra là để yêu thương, được chăm sóc và chia sẻ. Điều đó là hạnh phúc đối với anh. Nhưng mà sau lần này là em cảm thấy em rút kinh nghiệm lắm ạ. Em phải giữ lại một tí. Bớt lại cơ. Dạ. Đúng rồi. Em mới nói là em nếu mà làm cái gì thì em cần cả hai cùng làm. Đúng. Ví dụ như anh không nấu ăn được thì em nấu, anh lặt rau. Nói chung làm cái gì cùng làm nó sẽ cùng bền hơn. Cái điều đó anh nghĩ là anh làm được. Chắc chắn anh sẽ làm được. Điều đó là bình thường của anh thôi. À làm bình thường, cái đó đều bình thường. Còn em muốn hỏi bạn Nam. Dương. Dạ. Thành em có nghe anh tâm sự là sau có mối tình kia anh kéo Phượng nó lập kế hoạch phục thù. Đúng rồi. Em cảm thấy rất là sợ. Thì em có một cách em làm bạn ấy yêu lại em là quyết chí phục thù. Hơi xến quyết chí phục thù như chị nói đó. Đến một thời gian em cảm thấy chán, em không còn muốn tiếp tục mối quan hệ lằng nhằng với bạn ấy, xong rồi với người của bạn ấy nữa. Quyết định tinh thần là thôi chúc hai người đó hạnh phúc. Nhưng khi em đưa ra quyết nhưng định khi bạn ấy cảm nhận được cái điều đấy từ em đó, thì bạn ấy lại phụ nữ chị cũng đành lắm lại bạn ấy lại không thể nào giúp được em. Đúng rồi. Có khi nào sau này mà ví dụ quen xong cái có chuyện gì đó rồi anh có như vậy lại không? Thì nếu như mà em vẫn hại ảnh nữa thì anh vẫn sẽ phục thù em thôi. Nếu như em đã ai vậy? Thế nếu em đã ai? Mà em suy nghĩ là mình nên bao dung trong tình cảm một tí. Nếu mà cái gì mà không xứng đáng với mình thì mình buông bỏ. Không cần phải như vậy là mình khổ mình thôi. Nếu như em đã anh và em tiếp tục bắt cả hai tay anh. Chắc chắn là em không phải là người cô gái như vậy. Đó. Bảo đảm. Thế thì anh cũng sẽ không làm như thế với em. Ok. Song phẳng trong tình yêu ha, rõ ràng ha. Rõ ràng. Rồi, mời em gái hỏi gì cưng. Em thì muốn hỏi hai anh là có anh nào có tính gia trưởng không ạ? Anh thì anh tư tưởng của anh là khá là phương Tây. Mặc dù anh là quan trưởng thật nhưng tư tưởng của anh khá là phương Tây thoải mái. Nên là anh rất là trân trọng người khác chứ không bắt người khác phải nghe theo ý mình. Nên là câu trả lời của anh là không, anh không gia trưởng. Còn anh thì anh xin trả lời em. Anh có một chút thôi, tại vì anh là cha người Bắc. Thẳng thắn. Tôi tính nói anh là có, anh nói luôn. Thẳng thắn và thật thà. Rồi hai chàng trai có gì muốn hỏi hai cô gái không? Dương. Em muốn hỏi hai bạn nữ là điều gì khiến hai em thích thú trong tình yêu? Và trong cuộc sống thì hai em có châm ngôn gì không? Thì em cũng có một cái quan điểm giống với chị Hương là em thích thú là cả hai có những cái cùng nhau làm ấy. Cùng nhau nấu ăn, cùng nhau đi chơi, cùng nhau đọc sách hay là cùng nhau với là nó có những cái sự cùng nhau. Em có châm ngôn gì trong cuộc sống không? Châm ngôn trong cuộc sống của em thì em cũng hay thay đổi châm ngôn theo từng khoảng giai đoạn luôn. Thì châm ngôn hiện tại của em đó là chi nhân chi diện bất chi tâm. Nã hổ họa bì nam họa cốt. Rồi em gái, em có thể nói về ý của mình. Dạ, trong tình yêu thì thật sự thì em cũng chưa trải gì tình yêu nhiều. Nên cũng không biết là tình yêu sẽ đẹp như thế nào. Cũng một thời gian rồi cũng nhiều khi cảm thấy cuộc sống nó rất là ổn. Nhưng mà đôi khi lại cảm giác là thèm một cái bờ vai để cho mình dựa. Nhưng mà tới giờ này thì em vẫn chưa dệt ra được cái gì hết. Hy vọng sắp tới sẽ được. Dạ. Phương châm của em. Đối với em thì sống thì hết mình thôi. Và trong cuộc sống thì nên có sự bao dung, chia sẻ. Bây giờ chúng ta sẽ văn nghệ gì một chút xíu đi, thể hiện tài năng, hoặc là ai mà không có biểu diễn được, không có tặng quà gì được thì mình có thể nói cái lời gì đó mình mong muốn với cái người mà mình muốn kết nối ngày hôm nay. Dạ, em xin hát một đoạn này cho bà hát. Rồi. Mặc dù em hát không được hay lắm. Dạ. Bài hát này có mục đích gì không? Mục đích của em muốn lời bà hát cũng như là lời trái tim em muốn nói. Rồi. Dạ. Mời em. Người yêu ơi em có còn yêu anh nữa không? Mà sao không nói một lời cho nhau? Người yêu ơi. Ủa hết rồi hả? Đúng cái câu đó rồi hả? Tập quên rồi. Mà may đúng hả? Nhớ được cái đúng cái câu. Sao? Anh này làm gì? Em có một điều cuối muốn nói. Đấy là em thừa nhận là hiện tại em đang thanh trắng và em không có gì cả. Nhưng bù lại em là một người rất là tham vọng và có ý chí. Thế nên là nếu như mà bạn nào đi cùng em từ lúc mà em chưa có gì thì sau này khi mà em có gì ấy, thì tất cả sẽ là của bạn ấy. Một người rạch ròi, ai cùng em tay trắng đi lên là coi như em là coi như là cắt cỏ ngậm vành là sống với người đó đúng không? Đúng rồi. Rồi, hai cô gái hát đi. Thì mình hát hay nhảy múa gì đi. Dạ, chứ em mới có Ivy Dan cho em hát không nổi nhưng mà chắc em nhảy nhẹ. Nhảy nhẹ. Music. Wow. Âm nhạc. Rồi, mời em. Âm nhạc chưa? How long am I? Going how long am I?
Wow, quá dễ thương, quá sexy luôn. Khoan, đợi chị cho tôi chút xíu. Ổn, ổn, ổn. Đạt được không? Đạt em cần ổn. Không? Không, em bây giờ, tự quẹt bây giờ em đứng thẳng hết nổi rồi. Dễ thương quá quý vị ơi. Trời ơi, cô gái tôi thật là nóng bỏng. Rồi, em ghế. Dạ, hồi nãy em hát rồi chị. Vậy giờ mình nhảy đi. Em thì em hay kiểu nhảy những cái bài vui vui trên TikTok rồi ạ. Trời ơi luôn. À, được, TikTok được, luôn. Được. Mắt nghiệp nhanh lắm nha. Đó giờ biết nhiều cái liên khúc lắm, bây giờ biết nhảy liên khúc là như thế nào đó, nhảy liên khúc đó. Bây giờ thì thư giãn qua rồi, chị thấy nó quá đủ rồi. Sao ổn em, ổn không? Ôi dạ, ổn. Cần máy đâu biết áp gì không? Không, em ổn mà. Em ổn không? Rồi. Chúng ta đã có những cái thời gian trò chuyện rất là vui trong chương trình ngày hôm nay rồi. Mời các bạn đặt tay vào nút bấm và chờ nghe những hiệu lệnh của anh Hứa Minh Đạt. Nhìn cho kỹ, coi chừng bấm lộn nha. Bây giờ tất cả các bạn hãy nhắm mắt lại và lắng nghe tiếng nói của con tim mình. Đây là chương trình ghép đôi thần tốc, là chương trình thể hiện cảm xúc chân thật nhất. Các bạn sẽ có một lựa chọn duy nhất sau 5 tiếng đếm của Hứa Minh Đạt. Hãy quyết định lựa chọn của mình. 5 4 3 2. Đấy là em thừa nhận là hiện tại em đang thay trắng và em không có gì cả. Nhưng bù lại em là một người rất là tham vọng và có ý chí. Thế nên là nếu như mà bạn nào đi cùng em từ lúc mà em chưa có gì, thì sau này khi mà em có gì ấy, thì tất cả sẽ là của bạn ấy. Một. Em chuẩn bị món quà này là để muốn nói với lại chàng trai nào nếu mà chọn em á, thì tương lai về nhà sẽ không có lo là thiếu đồ ăn ngon đâu. Rất là giống vị của mẹ vợ tương lai em đúng không? Trong tình yêu thì thật sự thì em cũng chưa trải gì tình yêu nhiều, nên không biết là tình yêu sẽ đẹp như thế nào. Cũng một thời gian rồi, cũng nhiều khi cảm thấy cuộc sống nó rất là ổn, nhưng mà đôi khi là cảm giác là thèm một cái bờ vai để cho mình dựa. Với em thì phụ nữ sinh ra là để yêu thương, được chăm sóc và chia sẻ. Điều đó là hạnh phúc đối với anh. Bấm. Hết thời gian. Wow, wow. Cả hai cô gái của chúng ta đều bấm nút màu xanh. Cảm xúc hiện tại của em như thế nào? Cảm xúc của em hiện tại thì hơi tiếc nuối chút. Hơi tiếc nuối một chút. Nhưng mà không sao cả, có thể là nó chưa có một cái sự trùng khớp, một cái sự đồng cảm nào đó. Có thể là bạn gái còn hơi lăng tăng một chút. Chị hỏi luôn em gái là tại sao hiện tại cảm xúc của em như thế nào khi mà mình cũng không được ghép đôi trong ngày hôm nay? Dạ, nói chung là cũng là duyên. Tại vì thật sự lúc đầu thì về công việc hay là về tính tình của anh bên ghế đỏ thì đều ok. Nhưng mà ảnh có gia trưởng. Em thì chắc là em là người sống tự lập tự do trước giờ. Theo tay một chút xíu cho nó hơi em hơi, không hơi khó ha. Chắc chắn bây giờ nói chung thật sự em cũng rất là muốn mở lòng. Nhưng mà sau cái chương trình này mình không ghép đôi với nhau, nhưng mà sau này ra ngoài mình cũng thể là có thêm tìm hiểu thêm ngoài. Nếu mà được thì mình cũng có thể là lớn, nhưng mà thật sự thì em rất là lo bởi vì tính gia trưởng. Em thì cũng cảm nhận được cái điều đó từ em. Còn về bạn nam xanh thì thật sự mặc dù là hiện tại bạn không có gì hết, nhưng mà em thì có đầy đủ tất cả. Nói chung là em cũng không phải là tìm một người đàn ông như vậy, nhưng mà trong cái cách nói chuyện của bạn ấy em cảm nhận được bạn ấy là một người rất là cố gắng và có quyết tâm. Và em thì thật sự là rất là thích những cái chàng trai mà có sự quyết tâm như vậy. Chứ mà vấn đề tiền bạc hay là vật chất tiền tại em không quan tâm. Nhưng mà chị nghĩ rằng là có thể hôm nay em chưa có gặp cái sự may mắn của mình, nhưng mà khi chị nghĩ rằng là khi chương trình này phát ra, chị tin rằng là xung quanh em sẽ có rất là nhiều vệ tinh. Chúc em là hãy tỉnh táo,
mở lòng mình ra. Mở lòng mình ra và tỉnh táo để lựa chọn một người đàn ông xứng đáng, bởi vì em rất là tuyệt vời. Hy vọng rằng em sẽ sớm tìm được một nửa yêu thương của mình nhé. Cả Tuấn Anh cũng vậy nhé. Tuấn Anh thì không rồi, sao. Bây giờ thì xin mời hai bạn kia bước lên đây. Cảm xúc hiện tại của em gái như thế nào? Em thấy tay anh vừa tay em. Trời ơi, tay anh vừa với tay em. Vậy em phát biểu chị nghe. Rất là hạnh phúc có duyên khi gặp được bạn này. Có tin vui thì báo cho chương trình nhé. Dạ. Bây giờ thì Cát Tường xin thay mặt chương trình gửi tặng cho các bạn những phần quà đến từ chương trình nha. Quốc Việt Food xin gửi tặng cho mỗi bạn một sản phẩm cốt bún riêu của công ty Quốc Việt Food, được sản xuất tiêu chuẩn FDA của Mỹ, giúp cho món ăn thơm ngon và tròn vị và tiện lợi hơn trong quá trình chế biến. Sản phẩm không có MSG và không dùng chất bảo quản. Đây, gửi tặng cho em nha. Trời ơi, gửi tặng em nha. Và tặng cho các bạn nước rửa chén hô mê cứng rắn với dầu mỡ mềm mại với da tay. Đây, đây rửa tay mềm mại luôn. Nước rửa chén. Và đây, chúc mừng cho hai bạn đã thành một cặp, dù cho các bạn đến từ hai nơi khác nhau nhưng đã đồng ý về một hướng cùng nhau. Đó chính là thông điệp mà Bột Giặt Trôi muốn gửi gắm trong chương trình. Gửi tặng cho các bạn, đây mỗi bạn một năm sử dụng Bột Giặt Trôi miễn phí nha. Đây. Và kính thưa các bạn, Tường có một cái thông tin này báo luôn. Nếu như mà các cặp đôi của chúng ta, cặp đôi nào mà tiến tới hôn nhân, thì nhãn hàng Bột Giặt Trôi 2 trong 1, giặt và xả tất cả trong một, sẽ tặng các bạn 2 cộng 1 là 3 năm sử dụng Bột Giặt Trôi miễn phí. Bây giờ hai bạn nào mà lấy nhau là coi như là tặng 3 năm Bột Giặt Trôi miễn phí. Và quý vị khán giả thân mến, hãy nhớ chương trình Ghép Đôi Thần Tốc được phát sóng vào lúc 22:30 chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7 và 22:45 chủ nhật trên kênh YouTube MTV Media. Cảm ơn nhãn hàng Bột Giặt Trôi 2 trong 1, giặt và xả tất cả trong một, đã đồng hành cùng với chương trình để tạo cơ hội cho các bạn gặp gỡ và kết đôi cùng nhau. Chúc cho các bạn hạnh phúc bên nhau và sớm báo tin nghỉ cho chúng tôi nha. Còn bây giờ thì Cát Tường, Hứa Minh Đạt xin chào và hẹn gặp lại quý vị. Bye bye.